Sau đây là kết quả xổ số Đồng Tháp thứ hai ngày 30 tháng 9 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6, 3. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 7, 6, 4. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6461, 5505, 8329. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 2257. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 97014, 22253, 99903, 84888, 13429, 23991, 30211. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 55771, 94785. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 00573. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 91151. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 212513. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 212513.